Vâng, em xin chào các anh. Hôm nay thì đây em lại tiếp tục lên nồi cơm điện cho các bác nhé. Đấy, cái nồi cơm điện này thì em thấy bây giờ các bác là hỏi rất là nhiều này. Con này là nồi Mitsu đời 2015 2014 gì đấy. À đời 2014. 2014 nhé. V10G3. Ôi, con này còn cao hơn cái con hôm trước luôn. Con hôm trước là 10G1 thì con này là 10G3 nhé, là đời cao cấp hơn của con G1. Đấy. Mitsubishi nhá. Đấy, nồi thì nói chung là hình thức bên ngoài đây. Đấy. Các bác thấy này, vỏ vẫn còn đẹp này. Đấy, lắp nĩa còn ok này. Tất nhiên đây là hàng bãi, hàng cũ nhá. Đấy, hàng đã qua sử dụng rồi thì ít nhiều nó cũng sẽ có một vài các cái dấu vết thời gian hoặc là một vài các cái dấu vết của người sử dụng trước đó thì nó không tránh được đâu. Đấy, nhưng mà nói chung là con này em thấy là về cơ bản là nó còn đẹp. Đấy. Đẹp các bác nhá. Nòng nồi đây. Đây nóng xoong đi nóng rồi này. Đấy nhá. Dòng nước còn ok. Đấy. Hộp mà hồi nước còn đầy đủ không thiếu cái gì nhá. Đấy. Đấy. Đó. Đấy. Nồi của Mitsubishi ạ. Đấy. Xong thì là em cắm điện là vẫn lên bình thường các bác nhá. Đây để cho tí nước vào để thử cho các bác. Đấy. Đấy. Thì con này mình dùng rất là sướng luôn, bởi vì là dòng Mitsu này là nó có một cái chế độ gọi là nấu cơm ngon riêng luôn. Đây là các bác này, ấn nút này một phát này. Đấy. Ấn nút này một phát này nó hiện lên cái chữ này. Để mình ấn nút đun phát. Đấy, thế là nó 72 phút nó đun, nó ủ cơm xong rồi nó từ từ nó chín rất là ngon cơm luôn. Đấy. 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 Đó. Đấy, các bác thấy không ạ? Đấy nhá. Đấy, và trên đây thì nó con này đời cao nên nó sẽ có nào là gạo này. Đấy. Đấy, còn có gạo trắng này, gạo không cần vo này. Đấy. Gạo nứt này đầy đủ hết nhá. Với các chế độ nấu ở đây là rất là nhiều này. Ở dưới này menu là chế độ nấu này. Đây là chọn gạo này. Thì thông thường mình dùng là cứ gạo trắng mình dùng thôi. Đây ở dưới này có gạo thường, có nấu cơm thường này. Đấy, nấu cơm khô này. Đấy, sang đây là nấu cơm dẻo này. Đây là nấu ít này. Đây là chế độ nấu nhanh này. Nấu nhanh nhá. Dưới này nó có cháo đấy. Đấy, có cháo và một số các cái chức năng khác nữa. Đấy được không ạ? Đấy, nhưng mà thông thường mình sẽ dùng 4 cái chức năng ở trên này thôi, 5 chức năng ở trên này thôi. Nấu cơm thường, nấu cơm khô, nấu cơm dẻo, nấu cơm ít, tức là ít gạo để mình nấu cái chế độ này. Và nấu nhanh để cho mình dùng trong trường hợp mình cần khẩn cấp cơm. Đấy. Đấy nha, thì là đấy sau khi mà ấy xong thì đây nút này sẽ là nút hủy chế độ này, nút này nút đun này. Đấy. Đấy mình muốn đun thì mình ấn nút này để đun. Đấy, còn muốn hủy chế độ thì ấn nút này. Bên này là hẹn giờ các bác nhé, hẹn giờ. Hẹn giờ ít dùng nên là chắc là không cần đâu. Đấy nhá. Đấy. Thì chủ yếu mình sẽ dùng cái bên này thôi. Đấy. 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 Bây giờ em sẽ đun thử cho các bác xem nhá. Test nồi luôn. Nói chung con này nồi đẹp. Ok. Đấy. Nếu nhanh thì mất khoảng 2 phút thì bây giờ em sẽ tạm dừng video một chút nhá. Em tạm dừng video một chút để em chờ nước nó sôi. Đấy, đây là phút thứ 22 các bác để ý cho em này. Nát kiểu nước sôi em sẽ lại quay tiếp cho các bác nhé. Em tạm dừng máy đã. Và đây, lại sau 10 phút nước đã bắt đầu sôi. Đấy, các bác có thể thấy hơi nó ở trong này nó có cái hộp mà đựng nước hồi nước. Đấy, nếu như mà hơi nó quá thì nó mới bốc hơi ra này. Còn nếu không thì nước sẽ được giữ này ở trong đây. Hơi giữ trong đây và được hồi trở về cho cái xoong này để giữ ẩm cho cơm nhá. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Đây. Nước sôi đây các bác nhá. Đấy, nước sôi đang tăng đây ok đây. Đấy. Đó. Súc ngục luôn này. Đấy. Thấy không ạ? Đấy nhá. Đấy. Còn cái nồi này nó có một cái cơ chế là khi mình mở nồi ra thì nó sẽ tự nó giảm cái công suất đun đi. Đấy. Các bác nhé, nên là khi mà mình em mở nồi các bác thấy là nó dần dần các cái bọt nước sẽ dần dần nó giảm xuống. Đấy.
Đấy, bây giờ nó không còn bọt nước nữa. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đấy nhá, thì đấy là một cái cơ chế của cái nồi. Đấy, để dạng mình mở ra để mình kế cơm các thứ đấy nhá. Nhưng mà cơm này cũng chả cần kế đâu, bởi vì là nó là nồi này, nồi cao tần mà, cơm nó chín đều, nó không để lại cháy và cơm nó không bị khô giống như kiểu cái nửa ở trên thì nát, ở dưới thì khô giống như là ở các cái nồi cơ đâu, nên là mình không cần phải xới xước gì cả, cứ thế mà đun, khi nào mà nó hết thời gian thì mình nó sẽ tự tắt, mà mình đến lúc đó nó chuyển ở chế độ ủ thì mình cứ thế mình bỏ cơm mình ăn thôi, rất là ngon đấy. Đó. Đấy nha, thì cái con nồi Mitsu này nha, thì là giá của nó là 990.000 thôi. Con nào mua Ano cho em nhé, 990.000 đồng. Bác nào mua Ano em nhé. Con này thì giá như vậy, nhưng còn những con khác đấy, giá nó sẽ khác coi nhá. Vâng. Nó không phải là cố định rằng là cái đầu này thì nó sẽ là giá đấy nhá. Vâng. Xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.